Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda đây. Thì tập trước đó mình cũng được sự ủng hộ khá là nhiều từ các bạn và mình có một số ý kiến của các bạn về tựa game này như thế nào. Thì về mặt các bạn thì mình có chơi với cái khúc này một tí và mình thấy có một số cái ý kiến cá nhân của mình về cái tựa game này như thế nào. Thì để mình coi cái bản đồ cho chúng ta đi hướng nào đây. Mà nếu chúng ta đi phải đi thẳng phải không ta? Tại cái chỗ chúng ta cần phải đi là tốt bên bên đây. Nhưng mà game này nó không có chỉ đường hay cụ thể gì hết đâu. Mình cũng không biết đi đâu nữa. Nếu mà mình đi theo hướng của mình thì mình nghĩ chắc phải có thể phải đi về hướng này rồi đâm thẳng qua đây. Mình nghĩ là vậy. Hoặc là nếu mình có thể đi ngược về hướng kia. Thì về cái ý kiến của game này nó cũng khá là nhiều mà cũng khá là xấu về theo cá nhân mình thấy đi nha, cá nhân mình thấy trước thì cái điển hình mình thấy rõ nhất đó chính là về lip sync khá là dở, nó giọng nói mặt nó không có khớp khuôn mặt cho lắm. Thì chúng ta đi này, hướng này sai đó, lộn hướng rồi. Thì rồi cái hướng nó phải hướng mà chúng ta cần phải đi, chúng ta đi hướng khác đúng. Hồi máu quá nhẹ rồi. Giờ này đã từ hồi luôn. Giờ chúng ta phải đi cái hướng bên đây rồi. Pathfinder là phải tìm công Captain á. Đúng. Wow. Thì ngoài cái vụ lip sync ra, các bạn nhiều bạn có kêu cái vụ bật cửa động nó có hơi tệ, mình thấy cũng mình chưa gặp cái lỗi nào về cái cửa động trên đây mà nó tệ, tức là không có nghĩa là nó không có. Thì mình cũng đã có coi qua một số vấn đề mà nó cái animation mà có vấn đề trên YouTube cũng khá là nhiều, đi hai hàng hay gì đó khá là bựa, nhưng mà cá nhân mình thấy mình chưa thấy xảy ra, còn có thể nó chưa xảy ra đối với mình thì cái đó mình chưa biết. Chứ mình thấy mấy cái này di chuyển cũng không đến đâu nào, cái animation cũng không đến đâu nào, rồi khuôn mặt thì nó cũng hơi xấu, theo cái nhìn mình thấy hơi xấu. Nhưng tệ nhất bởi là cái vụ lip sync này nọ, kiểu rõ ràng mình thấy luôn. Stay low. Found an abandoned lab. Like they've been studying the place. Good work. You actually did some scouting. It's why we came all this way, isn't it? Exploring the unknown, you said. Glad that sunk in, because some days it's easy to forget. Tell me about it. Sir, you said something about the lightning. It's the dark energy cloud the Hyperion hit. It's affecting the whole planet. Interfering with that. The tower is caught in a feedback loop with the cloud. Together they're disrupting the entire climate with undirected energy. Which suggests if we can get in there and shut it down, the lightning goes away. And the shuttle can get us out of here, in theory. We just have to get past them. We're banking on science we don't really understand. What if the theory's wrong? The alternative is an 85% chance of death from lightning strike. Capture, or worse. Well, when you put it that way. No illusions about this. It'll be a nasty fight the whole way. Beats getting fried by lightning, but we risk turning a skirmish with these guys into something worse. It's them or us. Oh, it's them. The problem is we're outnumbered. I've been working on that. We just need to change the math.
works for me. Okay, vậy có nghĩa là mình phải đi theo cái thằng này ha. Mình thấy mình chưa nữa ta. Right behind Sam. Cái này chắc thấy rồi. Combat profile. Giờ đây, đúng rồi. Bắn này anh em, nhào lên, xông lên. Nếu chúng ta không muốn chết thì phải làm thôi. Một phát là chính là đó. Có cách nào để mình tiếp cận nó rồi mình Ultimate skill, yeah bitch. Ôi. Né coi, hết máu rồi, hết máu rồi, hết máu rồi. Bây giờ bừng mình bình máu hay gì đó. Go 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 go. Ôi, wow 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 wow. Sao mình hết máu lẹ dữ vậy? They're coming out of the woodwork. Yeah. Ở chỗ này hồi máu. Fight cover. Don't get separated. Chúng ta được hồi shield với hồi một tí máu. Nếu chúng ta vô cover, chúng ta bắn nó sẽ tiện hơn nhiều. Trời bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Nhưng mà chỗ này xa quá. Tới không nữa. Không, khó dính quá. Thì chúng ta cần phải bớt Rambo lại và đánh sao cho cái chiến thuật phí. Wow, 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 wow. Có cái shield đỡ giùm mình tí. Dính nè con, dính nè. Chữ phát nữa nè. Đỏ, bay sát luôn. Hết tụi vậy. Má né vậy con trai. Ủa cái đạn này cũng hay phết đó chứ, mình thích cái đạn này đó. Vậy đi em, vậy đi em. Vậy đi. Chữ phát nè. Nó tự tìm địch thì cũng hay á, đỡ chứ. Mà mình chơi trên PS4 nó cũng khá là khó điều khiển. Dính liền. Rồi kia chết rồi. Phải cần phải hồ máu đi. Đây đây đây, cái chỗ gì hồi đạn luôn. Nào bắn xuống thì hướng nào đi. Cái này phải chi nó có cái minimap cho dễ nhìn dễ. Kể như nó không chỉ được nhưng mà ít nhất nó cũng chỉ cái hướng cụ thể đó như đó chỗ nào nó cứ chỉ này bố nào biết nữa đâu. Giống như kiểu như Destiny thì đỡ. Wow 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 wow. Nhưng chúng ta không nhảy lên đó được thì coi. Đây đây có máu có máu có máu. Có đạn có máu quá trời luôn. Mà sao tao thui vậy? Có gì đây? Shotgun barrel rapid gì này. Chắc là đồ để rap sau này hay gì đó mình nghĩ là vậy. Wow 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 wow. Ồ có điện có điện có điện. Để mình hồi siêu nha. Biotic amp interface mode. Cái vậy á. Keep up. Dính em, dính đi em, dính đi em. Nó nắp hoài vậy đó. Sao cái thằng kia nó OB vậy? Hên quá, nãy mình nhảy hơi lố một tí rồi, đang hành rồi. Mình thích đánh như này là mình nhớ cái trò gì à? Ý là không phải giống như Mass Effect rồi, tất nhiên nó phải giống Mass Effect rồi, nhưng mà ý là mình nhớ cái trò gì à? Nó nghiêng về chiến thuật hơn. Của XCOM ấy, nếu bạn nào có chơi nó là có trò chiến thuật, nhưng mà XCOM phiên bản thường thì nó là XCOM 1, XCOM 2 nó nghiêng về điều khiển trận đấu hơn. Mình nhớ cái tên này đó, XCOM the Bureau, XCOM Declassified hay gì á, thì mình nhớ là vậy. Là nó kể về cái thời Mỹ những năm hồi đó, nhưng mà có nhiều hành tinh xâm lược. Đấy. Have to keep pushing ahead. Okay, chúng ta phải đi lên à. Thì game nó phải nói là nó kết hợp giữa chiến thuật với bắn súng luôn. Góc nhìn thứ ba. Mà nó rất là hay. Làm chi chưa chết nữa. Thôi rồi. Mày nghĩ mình chơi nổi cú đó không? Mấy này là gì đây? Ủa đạn quá trời luôn. Lấy hết. Game này mà hơi cái hệ thống nó loot với lại cái góc nhìn nó đỡ như là bên. Boss almost got me. Give it right back to him.
Giờ đỡ, nhưng mà bên Ghost Recon 2 biến máy. Còn chứ cái này mình chơi mình phải đổi qua đổi lại liên tục. Khó nhìn quá. Nhưng mà cái game này nó làm mình gợi nhớ tới XCOM The Bureau. Khá là hay. Chết liền. Hết hồn mày. Tự nhiên mày chui ra từ đó ra hết hồn. Chắc nói chuyện hay gì ha. Hoặc nào. Tính ra mình thấy cái mấy cái này nó cũng không đến nỗi nào, cũng không đến nỗi tệ. Đúng là cái nhiều chuyện, như là cái cử chỉ khuôn mặt rồi cái sim mà nói chuyện á, nó hơi khá là phiền. To order boss, equipment to order, tag target. À, nếu mà chúng ta chỉ lên trên á thì chúng ta sẽ điều chỉ đạo hai đứa này lên luôn. Thường khi bắt đầu những cái game này có một tiếp giống như Ghost Recon vậy ha, có đồng đội đi chung. Còn thường chứ là bắn solo không, này nếu mà trang trái thì tôi chỉ đạo từng thằng thôi. Ở bắt đầu giống cái trò The Bureau rồi đó. Khá là giống rồi đó. Order Crow and Liam to defend both flanks. Ok. Mày còn mày qua đây nè. I'm with you. Mày qua đây nè. Rồi đó, qua đây. Con nhỏ này qua đây. Watch it. Think I see movement. Qua đi em. Held them off at the shuttle. We can do it again. A lot of people still counting on us. Chuyện nghe nhẹ thôi. I'm just getting warmed up. They mean business. Keep them off your dad. Heading back. Analyzing possible inputs. 25% decrypted. Hurry, we don't have long. Đó, qua đây đứng nè, đúng rồi. Phải đè thêm phát nữa nó mới dính. Má, sao nó bắn rác dữ vậy? Cái gì vậy? Sao đâu ra, cái con này đâu ra vậy? Ôi, whoa. Bắn rác quá đi thôi. Nó nhảy vô. Siêu hồi. Nắp đúng lúc ghê luôn. Ê, có cái con gì nhìn như tắc kè bông, như thằng lành. Decryption is 75% complete. We've almost got it. Cây này nó khá là khó chịu ha. Khi bạn chỉ đạo đồng đội và đồng đội không biết phải làm gì, nó chạy tùm lum ra hết vậy. Ra mà đứng kia mà canh đi. Ừ đúng rồi, qua kia canh đi. Nhỏ này đâu phải bắn bên đây nữa. Rồi, như nó chạy qua kia hết rồi nha. Sao ông này ông làm gì, ông hack hay sao á, ông không có bắn. Chúng ta phải vô trong, chúng ta cần máu. Máu đâu rồi? Có đạn không vậy? À đây máu, đây máu, đây máu. Okay. We'll keep a lookout. We need to get this door open. On it. Put your back into it. You really think we can shut this thing down? I don't know yet. Sam's decoded part of the language. Now we'll see if I can have a conversation. Who do you plan on talking to? More like what? I think it's automated. Come on. These are the moments that make it all worthwhile. Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. Thank you.
I'll be damned. It's working. You did it. There's hope at least. That's all anyone back in the Ark is looking for. Hope it'll work out. Well, not if we stand around looking at sunsets. Let's get back to the shuttle and... Rider's implant is overloading. I suggest a hardwire connection. Do it! There! Welcome back, Scott. What happened? You were clinically dead for 22 seconds. Then how did I make it out? Hey, you still with us? Guys, get to Sam Node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here. My father. Where? It was your life or his, and he chose you. I'm sorry, Scott. I know this must be a blow. He made the ultimate sacrifice. He got the team out of danger. We all owe him for that. He once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. What are we doing in Sam, Node? Sam is now part of you, in a way we don't entirely understand. It played havoc with your brain. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you. Shouldn't that be Korra? In theory. In reality, you're the new Pathfinder, Scott. If that's how it has to be. Don't sell yourself short. I think you can do it. Korra? It's what he wanted. I won't stand in the way. But being Pathfinder is a serious job. You sure you're ready for this?
It's why I'm here. Exploring the unknown. Just like your dad, huh? It's all academic anyway. Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting on us. Is the Ark still drifting? That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got 2 hours. We'll need our Pathfinder for this. Oh, I checked on your sister. Still no change. But if you can pull through, so can she. A bit of your dad in both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. Why did he do it? Why me? Unknown. But he never acted without reason. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Ryder, good to see you on your feet. We're at the Nexus. It's the forward hub for the entire Andromeda Initiative. The Asari, Solarian, and Turian Arcs should be there too. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Ark Hyperion, requesting docking clearance. Captain, I'm only getting their automated approach channel. Not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Construction should have been finished by now. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green across the board. Docking initiated.
All right. I got us here. Good luck, Pathfinder. Vậy là bố mình cũng đã hy sinh cho mình rồi. Giờ mình đã được sống. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái di sản của ông ấy để lại. Và chúng ta sẽ làm Pathfinder, kẻ đi tìm đường, tìm vùng đất mới. Nãy các bạn có thấy coi cái scene đó thì rõ ràng là cái lip sync với cái thoại của nó với cái khuôn mặt đấy. Mà là một cái game 2017 rồi á, thì cái khuôn mặt như thế này là nhìn nó cũng tạm được thôi chứ cũng không phải gọi là tốt. Nó còn thậm chí đó nó còn dở hơn cả Horizon Zero Dawn hoặc những game độc quyền cho PS4 á, hoặc kiểu như The Last of Us hay rồi những cái tựa game trước đây á, nó khá là dở so với những cái game như thế này. Nó còn có sự cải tiến hơn. Cái đồ họa thì nó về mặt chung chung thì nó không tệ, nó sử dụng Frostbite 3 mà không tệ, nhưng mà về motion capture thì mình mong là nó sẽ tốt hơn, hoặc cũng cỡ tới mức độ như Battlefield á. Còn với cùng một chung cái engine mà mặt như thế này không chấp nhận được ha. Chưa kể lip sync khá tệ. Để coi gì đây. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the Arcs. Means we can start waking our people up. Oh, cuối cùng nó cho mình vừa đi vừa trên đây luôn, cái tưởng nó vô cutscene nữa chứ. You're expecting one? Ồ, mình cứ tưởng này nó do mình vô cutscene tiếp. Mà ai ngờ vừa đi vừa nhìn được luôn. Yeah. Rough ride so far. Nhưng mà không có, ví dụ như nó làm giống như chúng ta đi ra ngoài công viên hay gì đó ha. Giống như mấy cái tham quan vũ vũ trụ á, kiểu nó sẽ hay hơn. Còn này chúng ta chỉ ở đây ngoài không gian, không có cái gì mà làm cho mình nó thú vị được. Còn chúng ta đang trong cái tàu mà không có kiểu như là mình là thích cái kiểu mà khám phá mà kiểu đi ít ra cho một cái gì đó cho nó thú vị một tí. Gì đây? Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avena, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. How does the immigration process work? We ask that you submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in finding your new home. Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting to begin their new life in Andromeda. Where? Place is deserted. What can you tell me about the Andromeda galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Fortune awaits. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the home world of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Habitat 5? Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7? That's where we landed. She's way out of date. What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it.
What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after-effects you may be experiencing. Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is... unknown error. Right. That was helpful. Đã hiểu rồi sơ một số chuyện của cái chỗ này. It's like everything's on standby. If it's a surprise party, chúng ta đi đâu đây? Plants are still alive. Có gì đây 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 cái xe anh cái này. Cái này là đồ chắc cho chúng ta lấy thì vậy. Hi there. We're from Ark Hyperion and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an Ark? Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Well, I've got a shipload of people that says we're here. Of course, it's just... you're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Có vẻ mọi người khá là lão vì chúng ta quay trở lại chỗ này hay sao ta? Kiểu như đang gặp thừa phải cái gì á. We arrived 14 months ago. Right nữa. Away, we hit a band of dark energy. Đi cho đã, cho tôi quay trở lại chứ. We're familiar with it. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other Arks. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task?
I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. That's no way to treat a guest. I'm Nakmor Kesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scoutship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Để coi cho mình coi cái gì đây. Journal, select a mission. Nếu mà kiểu như kiểm tra nhiệm vụ vậy ha. Toggle Dragon. Cái này lên hả. Còn Codex này chắc cũng còn. Inventory nó cho mình gì đây. Súng lột ha. Thay đổi liên tục được mà phải không ta. Charger này mình có rồi. Cái này thì nãy lụm. Melee thì có cái này. Noddle AI. Cái này là sao ta? Common Weapon Mode. Thêm tăng đam. Ồ hay chứ. Shotgun Mode. Sniper Rifle Mode. Mình còn chưa có kia nữa. Chúng ta mode được không? Mode như thế nào đây? Mode như thế nào? Armor, Helmet, Arm, Tay. Nói chung là cái nào mình cũng có sẵn hết rồi. Nhưng mà chúng ta không có cái nào để xài được hết ta. Weapon Blueprint, mấy cái này cho mình để dùng để chế tác đồ nè. Cái bản thảo là chúng ta sẽ đi kiếm đồ, chúng ta chế tác đồ. Chúng ta cần mấy miếng gì, mấy chục miếng gì tùm lum quá trời không. Một đống yêu cầu luôn, nếu mà chúng ta muốn cái làm cái nào. Katana Shotgun và cái là Katana Shotgun. Quá trời luôn. Nhưng mà cái điều chúng ta không có đồ nhiều để chúng ta làm thôi. Combat Biotics. Chúng ta bỏ này xài cái set Combiotics này. Còn cái này để cho mình coi nó. Mình chưa có cái set gì trên đây hết cho nên khoan đi. Chừng khi nào mình có Skill Boy đó. Skill mình chưa có skill gì hết cho nên thôi cãi đi. Inventory. Ok, nói chung mình hiểu sơ sơ. Director Tan in Pathfinder Headquarters. Chúng ta phải tới trụ sở chính của Pathfinder và nói chuyện với cái ông kia. Coi cái map đi. Đây. Toggle Waypoint. Rốt cuộc bấm cũng như không rồi ba. Tại mình bấm sẵn rồi. Cái game này cái cách mà nó làm cái hình nó nhìn giống khá là giống với Mirror's Edge nhìn khá là giống. This is the planet where we landed, Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is,
Our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the Golden Worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah! Something wrong? Ryder, Kasimi and Samnud on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Mấy cái này nó dùng render. Tức là nó không dùng cutscene để nó cho vô mấy cái phân đoạn nói chuyện thoại nọ. Chứ không phải là nó dùng cutscene, cho nên cũng khá là phiền khi mà cái cutscene nó để những cái khuôn mặt như thế này thì nó không có đẹp cho bằng nó làm cutscene, nó làm cụ thể hơn. Cho nên mình thấy khá là phiền, nó render cũng khá là bình thường, không được đẹp cho lắm. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là phải đi khám phá cái chỗ này đó. Để coi, chúng ta phải đi nói chuyện tùm lum la, chúng ta mới mở ra cái chỗ này. Hello, I'm Jian Garson, founder of the Initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at Workspace Not Allocated. Please select a topic. Cái này chắc mình lát mình coi sâu cũng được, mình đi làm nhiệm vụ đây. Đi coi cái map đi. Coi đi. Nó có chia tầng nữa nè. Thì chúng ta phải đi xuống tầng dưới hay sao? Habitation Deck. Đây tầng dưới nè, tầng trên nè, tầng trên nữa nè, đóng luôn. 5 chỗ để đi, nhưng mà cầu thang máy nằm đâu ta? Chúng ta cần thang máy thì gì đó, hoặc là có cầu thang như thế này để đi xuống nè, rồi để nói chuyện cái nhẹ rồi. Ui, rốt cuộc chúng ta đi bằng cái này hả? Cứ tưởng là đi lên cầu thang đi xuống hay là gì vậy, nhưng mà chúng ta đi bằng cái đó. Thì chúng ta đi đi kiểm tra đây, đây chúng ta có đi thẳng là được cái gì. Initiative. Ok, đi hướng này là đúng rồi nè. Nhìn này chạy như là nhìn nó bừa sao á. Nhưng mà xét ngoài ngoài mấy cái cử động nhân vật rồi này nọ thì mình cảm thấy khá là thích cái tựa game này. Nó cái nội dung nó cũng khá là ổn, cũng không nói nữa nào. Mình thì cũng không quá khắt khe với cái tựa game này như thế này. Hello Scott, welcome back to Samnud. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping secret? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you.
I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique, tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. That's pretty amazing. But beyond what many people will accept, your father knew some would fear it. Yeah, he's got a point. So what does this mean for the two of us? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Để coi nó ở nâng cấp gì đi. Soldier Engineering Adept. Ok. Soldier Rank. Poor Combat Specialist. Những thằng này là lính rất là cận chiến, chuyên về đánh combat này, họ đánh gần, đánh hệ thống đánh lộn đó, nói chung là gì. Thì Reconfigure Riders Implant. Tức là cái con Sam này nó có khả năng là giúp cho bạn tùy chỉnh lại cái hệ thống mà những cái gì mà nó cấy ghép vào cơ thể của thằng Riders này, cho phép là bạn có những cái cải thiện về cách đánh trên chiến trường. Thì theo cái hướng Soldier thì chúng ta có thể tập trung vào cái mảng combat nhiều. Và có thể giống như là, để mình coi mình dịch thử coi. No one is tougher or more effective in taking down enemies with gunfire. Thì nó đơn giản là cái này nó sẽ cho bạn, có nghĩa mình nghĩ là chắc là về cái khả năng mà nhảy kiểu như là nó có thể ở dưới là tăng đam súng nè, tăng độ chính xác nè. Thì nó cái trên này nó kêu là mình không có thể khỏe khoắn hơn bạn và hiệu quả hơn bạn về bắn súng trên chiến trường. Thì cái này nó giúp cho trí óc và cơ thể của con này trở nên mạnh khỏe hơn, tốt hơn và phù hợp hơn với cái bộ giáp và vũ khí của con này. For soldier rank 2, train for skill. Và nếu mà chúng ta muốn lên soldier rank 2, chúng ta cần có 24 điểm skill point. Thì bonus rank 1 thì chúng ta có 10% súng tăng nè, rồi 10% độ chính xác, rồi chịu đựng 2 đam nè. Chịu đựng được thêm được 2 đam rồi tăng thêm 10% đạn, cũng không có nhiều lắm. Marksman Focus là súng ngắm, mình nghĩ là vậy. Kiểu như là bắn chuẩn á. Còn cái này là kiểu như là nó sẽ giúp cho bạn tăng đam thêm và mỗi người mà bạn giết được thì trong một khoảng thời gian ngắn. Tức là nếu mà bạn giết được ai thì nó sẽ tăng đam nhẹ và bạn giết liên tục nó càng tăng, mình nghĩ là cộng dồn. Engineer thì nó tập trung vào hệ thống tấn công và phòng thủ bằng công nghệ, sức mạnh công nghệ. Thì nó sẽ chỉnh sửa lại giúp cho phép bằng này nó duy trì một cái kiểm soát liên tục với hệ thống combat bằng drone hay gì đó, giúp cho thằng này có thể bảo vệ kiểu như là phụ cho thằng này đánh và bảo vệ nó trong trận chiến. Đó là như nó nói. Thì cụ thể là nó kiểu như mấy cái skill set này nọ chắc là hồi nhanh hơn mình nghĩ là vậy. Thì tăng phần đam 20% đam, rồi máu hồi nhanh hơn, ví dụ vậy, rồi hồi skill nhanh hơn. Cái này mình nghĩ là vậy. Adept. Về sinh học, vũ khí sinh học, bằng cách điều khiển mấy cái skill đặc biệt khi mình nghĩ là vậy.
capable of cái kia là công nghệ thôi nha, còn cái này là skill đặc biệt. Disabling and killing enemies. Hủy đối phương và giết đối phương bằng cách những cái hệ thống skill Mass Effect. Để coi. Giết phần này có thể giết nó không cần phải bắn giọt nào, bắn viên nào đỉnh ha. Biotic Force điều khiển này nọ nè. Rồi tăng đam, rồi tăng theo độ xa, rồi tăng thời gian, rồi hay đấy chứ. Sentinel, càng lúc nó càng ảo ha. Cái này là Unique Combat Baton Ringing, a mix of tech and biotic. Cái này là sự kết hợp giữa công nghệ và skill. Công nghệ và skill. Vanguard là combat, aggressive combat style, đánh rất là cận chiến và đánh mạnh á. Nếu mà muốn đánh tập trung chủ yếu vào đánh đam cao trong tại vì phạm vi gần. Chúng ta có thể thẩm thấu năng lượng của đối phương và hồi máu và gây tác động và giúp cho chúng ta hồi được shield chúng ta luôn. Ok. Cái này giống như sự kết hợp giữa combat với biotic vậy. Nghĩa là vậy. Infiltrator kẻ đột nhập hả? Chắc là tăng đến lén lút hay gì đó mà chúng ta không bị phát hiện, kiểu nhẹ nhàng. Infiltrator attack combat, tech and combat. Còn này là chúng ta thể nó là sự kết hợp giữa công nghệ và combat. Nói chung đơn giản là vậy. Explorer, check out all traits with ability ranging from combat tech to biotic. Cái này là tập trung tất cả luôn. Tập trung tất cả luôn là kiểu chắc nghĩa là mình nghĩ là maximum luôn á. Ngon. Thôi nói chung là tập trung mình chỉ nâng cấp được cái này thôi. Select profile mình nổi có mỗi cái này thôi, chứ mình chưa có cái nào hết. Cái Explorer giống như là tập trung tất cả luôn rồi đó. Có lẽ nhưng mà mình phải cần một khoảng thời gian cày mới lên được cái đó. Ok. Chúng ta đã hiểu rồi. Go to your ship. Find a way to remove some memory blocks. Cái này là nhiệm vụ phụ hay là nhiệm vụ chính ta? Journal at the beginning, speak with Sam. Go to your ship. Ship rồi. Coi cái map hát não nhau phết đi. Bộ trái không? Mình bắt đầu hiểu sơ sơ rồi đó. Giờ con này dẫn ở đâu đây? Rồi nói cho tôi đi cái này nữa nha. Chú ghét đi cái này luôn á. Cái chân này nó cái gì vậy? Nhưng mà cái điều mà các bạn nên mong chờ đó chính là nếu bạn nào coi cái tập cái tập mới phát sóng của bên YouTube của IGN thì IGN có nói là Mass Effect Andromeda sẽ có cái patch để fix mấy cái lỗi lip sync rồi khuôn mặt này nọ rồi và cử động nhân vật chạy quá dị gì đó, thì các bạn khỏi lo về vấn đề này. Thì nói thẳng ra thì ngoài cái vấn đề chạy hoặc khuôn mặt có vấn đề thì mình nghĩ ra cái game này nó cũng không quá tệ về cái nội dung. Thật chất là nó không có tệ về cái nội dung mà nó chỉ tệ về mấy cái lỗi này nọ thôi. Thì có giống như chúng ta một cái Assassin's Creed Unity thứ hai vậy. Nhưng mà mình mong là sẽ có nhiều hơn cái đó, và mình mong là cái update này tới nhanh hơn để chúng ta có thể chơi thoải mái hơn và các bạn có cái trải nghiệm tốt hơn về cái game này như thế nào. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks and looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. They call her the Tempest.
Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Yeah. Let's go see the rest of Helios. Hold it! You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Everything's state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Better head to the bridge when we're ready to go. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, Kalojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe,
Touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? We signed on for the big stuff when we came to Andromeda. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. We were all expecting a golden world. Now there's just a long road ahead. But hold on to that dream. It might see us through. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. To EOS, then. Các bạn như chúng ta chọn hành tinh hay sao ta? Này, go to EOS. EOS Kalo, take us in. Yeah, cái nút nó chúng ta không bấm được ta. Đây phải không? EOS. Đây. System, Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. It was supposed to be an easy first step. Until no one else showed, and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out. If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Chọn vũ khí luôn. Nếu mà nó nặng hơn cái mức xương tuổi thì chúng ta bị trừ 10% mức độ mà chúng ta hồi skill mình nghĩ là vậy. Cái này phải đem nữa nè. Charger Unequip. Có thể chúng ta sẽ tìm cái cây nào nhẹ hơn thôi. Weight 15, cây này có 5 à. Cây này thử coi. Mình cũng ngờ là tại vì bây giờ nó lại có tính theo cả cái độ nặng nữa. Mod thử coi. Giờ nó mới cho mình mod nè. Tăng 10% đam. Này mod được không? Nhưng mà hết mod rồi. Để coi Initiative Helmet. Chúng ta còn cái nó nào khác không? Không. Không có luôn. Chúng ta chỉ có mỗi cái này thôi. Mod thì để coi mod được không nữa. Tăng XP hết rồi. Hết luôn. Tại mình nó có mua cái bản gì cái bản gì mà deluxe rồi cho nên là không có cái gì tặng kèm, nhưng mà cũng không thành vấn đề lắm. Kệ bà đi. Chơi có chơi được rồi. Rồi cái game mà bây giờ nó cũng vậy, thường mua bỏ thêm 10 đồng các bạn được tặng đồ chút xíu, cũng không có cần thiết cho lắm. Và nó cũng không có gì nhiều. Điển hình như mình rút kinh nghiệm từ cái lúc mà mình chơi
Horizon Zero Dawn, các bạn được tặng thêm có một cái digital content cũng khá là hay. Nhưng mà cái thứ mà bạn được tặng kèm với chính là một số bộ đồ, các bạn về coi walkthrough của mình các bạn có thấy rõ là cái bộ đồ kèm về sau thì cũng không có hữu dụng lắm bằng mấy đồ trong game, cho nên mình nghĩ cái game này cũng khá là giống như vậy, cho nên mình cũng chỉ mua bản gốc mình chơi thôi, mình không có nhu cầu lắm. Ok, và weapon tree, combat fitness, extra holster. Ok, vậy chúng ta phải nâng cấp đủ kiểu luôn chứ mới lên được hai cái đó nữa. Ok đi, confirm. Suiting up. Ready, Freddy. Hope we're all that ready. Callow. All right. Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collision. Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. What? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on Eos. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Never know how that'll affect. Sorry. You okay? I've got the training, people, the tools. We can do this. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Core is hot. Shields holding, adjusting entry. We got this, right? There. Set us down at this nav point. Nó tự động đội mũ lên cho mình luôn. Điện phép. How to even start? Chúng ta có đạn dược ở đây sẵn luôn. Container. Open hết luôn đi. Cứ lấy hết cho chắc ăn. Looks like salvage. New. Sếp có gì scan được không? Không, đa phần không. Chúng ta cứ tới cái chỗ này. Mấy cái đây mình nghĩ chắc cũng đã có người tới đây rồi, chúng ta chỉ đi khai phá lại hay sao, thì mình cũng không rõ nữa, hay là kiểm tra lại cái chỗ này có vấn đề hay không. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. Chúng ta phải qua cái chỗ kia, nếu như là muốn mở cửa đó chúng ta còn có code. Không biết được cái đám, có cái đám nào xung quanh đây không? Mình làm sao để vô đây ta? Hình như có cái code trong này mà không tìm được vô cái đâu. À quên, cửa mở. Má, mình cứ tưởng cái cửa nó đóng. Có gì scan được không nhỉ? Chắc không. Kiểm tra coi. Got a code lock key. Got a code lock. Còn này là gì? Terminal. Ok, chắc là kiểu như là mấy cái mà thu thập á mà. Còn mấy cái game á, mình ghét cái kiểu mà thu thập lắm nha. Kiểu bạn mà muốn cày mấy cái mà platinum nè, cái trophy này nọ là bạn cần phải cày ba cái này.
nó khá là phiền, với lại bạn đi khá là mệt, và nó cũng chỉ là cái bước lặp đi lặp lại hoài, và bạn chỉ có thể kiểu như đảm bảo là bạn kiểm tra và thu thập đủ. Vậy giống như bên Ghost Recon thì các bạn có thu thập mấy cái file của Skin Slayer, mấy cái thu âm thanh, mấy cái tiếng nói này, nói chung cũng không có cần thiết cho lắm, cũng chỉ là tốn thời gian khá là nhiều, nhưng mà mình thì không có rảnh, cái mức độ mình còn phải khá là nhiều công việc cho nên mình mấy cái phần mình bỏ qua hết. Mình chỉ muốn thưởng thức chuyện này nọ nhiều thôi, chứ về mấy cái cày cuốc như thế mình cũng không có nhu cầu lắm. Nhưng mà những cái gì cần thiết mình vẫn làm thôi. Tất nhiên là xung quanh tới việc đó, ví dụ như cày đồ tất nhiên phải cày rồi, còn mấy cái rồi mình để cho vui không thì mình cũng không có nhất thiết cho nó. Còn cái này để coi có gì đây. I got a partial log. Lại tin nhắn nữa. I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A reverse dock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. Nhưng mà có gì ở đây nữa. You're not the only ones interested in what happened here. Thiết nghĩ cái game này nên cần cái map cụ thể hơn. Nghĩ tôi phải đi ra ngoài lại thì phải. Thì sao ta? Tại vì mình không thấy gì trong đây hết. Không biết là đủ như đó cho chúng ta chưa. Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Earth's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield mods. Cái này nó chỉ nhiều lúc khó nhìn ghê lắm, nó cần một cái mini map. Phiền nhất cái game này, phiền nhất cái vụ map này nọ, nó không có chỉ cụ thể được. Làm người chơi nhiều lúc nó còn lẫn lộn lắm, nó không bán được cái mức độ mà hướng dẫn người chơi như thế nào. Khó làm quen, chúng ta cần phải một cái code nữa. Hay lắm, anh trai. Và chứ có thể đi đường vòng phía sau mà mình nghe cái đường này mới đúng nè, chứ cái đường kia đã vô không được. Huh, guess that ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here? We thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. I'm not a salvager. I'm a pathfinder. We've come to fix all this. Call me Clancy. Pathfinder, huh? Like that changes much. The Nexus just can't let EOS go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help EOS. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Is it smarter to hide and hope? Or take a chance that might save this whole planet? I remember when people used to talk like that. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Trời, phải coi như là bà... Expect trouble when we start the generators. Có hướng dẫn chúng ta nhẹ đó, này gần hơn. Activate cái nhẹ đi. There's an error in the startup sequence. Manual input required. Damn it. Chúng ta cần phải tùy chỉnh nó bằng file rồi. To determine a hackable input location. Cái này bấm nút sao cho nào ta? Ủa là cái này cho tôi phải vô hay là cho tôi phải bấm là sao? Scan hay là cái gì đó? Pathfinder, there must be a scannable interface on the power pylon. This analysis. Oh, nãy mình scan rồi mà sao giờ nó mới xuất hiện nè? Kỳ ghê, nãy mình bấm nút scan luôn rồi đó, mà nó không scan được. Rồi cho tôi biết. Qua đây cái này. Một cái bên đây nữa chúng ta scan xong rồi qua cái bên kia còn hai ba cái. Rồi đó scan rồi đó, còn một cái nữa. Còn hai cái. Ủa. Chúng ta mới scan đây xong rồi. Tôi phải activate nữa. Làm sao để activate được ta? Nếu mình scan xong là một chuyện, nhưng mà phải activate nữa. Lần đây activate nè.
nãy nó mới sớm. Mình cứ tưởng scam xong mà thôi, phóng thẳng qua đây luôn, ai ngờ nó phải activate nữa, kích hoạt nữa. Generator is active. Nó bay phiền ghê. Báo Tabler. Phần cụ thể về cái này nó chỉ khá là dở. Chứ những cái game mà mấy cái game như thế này nó cần phải chỉ cụ thể hơn. Và điển hình như mỗi những cái game cái mô típ cũng tương tự như hay là mình thấy gần đây như là Final Fantasy. Nhưng mà Final Fantasy làm rất tốt điều đó và người chơi nó không có bị mắc lỗi nhiều và ít ra họ còn hiểu được họ đang làm cái gì và họ phải làm cái gì. Còn cái tựa game nó hơi rối như cái mặt này, nhất là cái minimap cho tới cái cách mình hướng dẫn người chơi. Defeat the cat. The fucking cat. Có con nào nó ở đây sao? Giết cái đống kia chứ đại rồi chúng ta mới mới vô được trong reactive power relation. Nhân sát liền. Nấp các bạn, nấp các bạn. Wow, nó chở bom nó mới ghê chứ. Một phát là level up. Ê, đâm hộp vô công chúng á. Mình thấy cái vụ combat của cái game này nha. Combat đã lắm luôn mà nó khá là khó, ít khi nào vô combat cho nên mình đang rất là mong có cơ hội cho tôi khởi đánh hàng này càng nhiều hơn. Mình rất là thích combat. Đánh nó đã lắm. Nó cảm giác nó phê lắm. You took down all those cat. Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice though, if that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. I think they kept a little something in storage. I'll take another look around the outpost. Just finding it won't be enough. Hope you're smarter than we were. We're heading to our shuttle. Keep this up, maybe next time we'll find more than just salvage around here. Go on. We'll take it from here. I guess Crazy Blue has to buy her parts from someone else. Các bạn mình sẽ tạm dừng ngay tại đây cái đã. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Đây là một tựa game cũng khá là hay và mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ mình trong khoảng thời gian sắp tới. Mặc dù là mình biết là có nhiều cái lỗi nhưng mà nó cũng đáng rất là đáng để cho cái cơ hội thứ hai và chúng ta sẽ thay vào đó chúng ta tưởng thức cái câu chuyện nó như thế nào. Còn về việc thì mình cũng có những cái ý kiến cá nhân về cái lỗi của game này như thế nào, nãy giờ mình có đã nói quá trời rồi. Và trong những ngày tiếp theo thì nó sẽ có những cái patch cập nhật để fix những cái lỗi này và mình mong là nó sẽ sửa những cái sai lầm đó và làm cái game tốt hơn. Và đây là một cái tựa game cũng khá là đáng mong đợi và khá đáng để thử đối với từ bạn nào. Nhưng mà đây cũng chỉ là mới một khoảng thời gian đầu mình chơi thôi và cũng chơi được khoảng 2 tiếng thì chúng ta vẫn chưa thể đưa ra một cái kết luận là cụ thể rằng liệu đây là một game có hay không. Và như mà cái tập trước mình cũng đã nói rồi, nếu ngoài nào mà muốn xem cái cảm nhận của mình về bất kỳ tựa game nào á thì các bạn hãy coi cái tập cuối của cái walkthrough, lúc nào mình cũng nói về cái cảm nghĩ của mình và liệu các bạn có nên mua tựa game này nó hay không và liệu là nó có hay và có đáng chơi không. Và cái ý kiến cá nhân mình nhìn theo một cái hướng khách quan nhất có thể và để chia sẻ các bạn và dành cho những người nào muốn chơi chứ không hẳn là nói xấu về game một cách hoàn toàn thì nó sẽ không công bằng cho lắm. Cho nên mình cũng chỉ nói vậy thôi và mình cũng mong nói nhiều gì nói thì mình cũng mong là các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình series này trong thời gian tới. Và sau series này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với Ghost Recon Wildlands, một cái series mình còn đang bỏ lỡ tại vì mình khá là bận mấy bữa nay và còn cái game này mới nữa. Mình nghĩ mình nên ưu tiên cái game này, nó sẽ hay hơn Ghost Recon và sau đó mình sẽ tiếp tục với nó và chúng ta sẽ tiếp tục những cái game bình thường, hoặc là nếu mà tháng 4 chúng ta có game nào mới thì mình sẽ chuyển qua game đó luôn. Và khoảng thời gian gần đây mình không khá là bận cho nên có lẽ chúng ta sẽ có những thay đổi về lịch trình sắp tới và nếu bạn nào theo dõi thì có thể biết trên Facebook của mình. Ok, nói vậy thôi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của
Mass Effect Andromeda. Oh, that vain decisions keep you dreaming.